Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đồng hành cùng nhân dân của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình thực hiện luật bảo hiểm xã hội thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 có nhiều thay đổi về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng như là về mức hưởng lương hưu hàng tháng và việc đóng bảo hiểm xã hội dựa trên thu nhập, thì những cái nội dung này được khán giả xem đài đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy, trong chương trình đồng hành cùng nhân dân ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời các vị diễn giả đến từ Bảo hiểm xã hội Đồng Tháp để có thể cung cấp cho quý vị và các bạn những thay đổi này cũng như là giải đáp trực tiếp những thắc mắc của quý vị và các bạn về vấn đề này. Và tham gia trong chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn bà Nguyễn Thị Kim Thu, trưởng phòng cấp sổ thẻ Bảo hiểm xã hội Đồng Tháp. Và vị khách mời thứ hai tham gia trong chương trình xin được giới thiệu bà Quỳnh Nguyễn Phương Oanh, trưởng phòng chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp. Và ngay bây giờ, nếu mà quý vị và các bạn có những thắc mắc liên quan đến chủ đề ngày hôm nay của chương trình thì hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số máy rất quen thuộc, đó chính là 02773855333, và các vị diễn giả sẽ trực tiếp giải đáp những thắc mắc của quý vị và các bạn. Đồng hành cùng nhân dân giải đáp thắc mắc của bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi sẽ bắt đầu nội dung trao đổi trong chương trình ngày hôm nay với một câu hỏi dành cho bà Nguyễn Thị Kim Thu ạ. Thưa bà, trước tiên thì xin bà có thể thông tin cụ thể là từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có gì thay đổi so với hiện nay ạ? Xin chào Hồng Lê, xin chào quý khán giả xem đài. Về đối tượng bắt buộc thay đổi từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì có hai nội dung thay đổi. Thứ nhất là thay đổi về đối tượng và bổ sung đối tượng. Thứ hai là có cái bổ sung về mức đóng. Về đối tượng thì có hai đối tượng được bổ sung đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1 tháng 1 2018. Đó là người lao động có hợp đồng từ 1 tháng đến dưới 3 tháng thì phải bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 2018. Và cái đối tượng thứ hai là người công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam và có giấy phép hoặc là chứng chỉ hành nghề được cấp nhà nước có thẩm quyền Việt Nam cấp. Và đó là hai cái đối tượng được bổ sung đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1 tháng 1 2018. Cái thay đổi thứ hai là được bổ sung, đó là về mức đóng. Thì ngày 1 tháng 1 2018 trở đi thì tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là đối với cái đối tượng mà đơn vị tự quyết định tiền lương thì nó gồm có là mức lương, phụ cấp theo lương và các khoản bổ sung khác. Cái thay đổi thứ hai nữa là đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được cái ngân sách nhà nước hỗ trợ, đối với cái hộ mà nghèo thì hỗ trợ 30%, đối với hộ cận nghèo thì hỗ trợ 25%, và các cái đối tượng còn lại thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ 10%. Đó là hai cái nội dung cơ bản mà sẽ thay đổi bổ sung từ ngày 1 tháng 1 2018 đối với đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vâng ạ, và nhân đây cũng xin bà giải thích thêm, đó là cái việc thay đổi này thì nó nhằm mục đích gì và nó sẽ có những cái tác động như thế nào đối với người sử dụng lao động cũng như là người lao động ạ? Cái thứ nhất đó, về mục đích thì cái duy nhất đó chính là cái an sinh xã hội. Về cái nhà nước mình thì muốn mọi người dân là đều được hưởng cái chính sách về bảo hiểm xã hội, có cái các cái chế độ đến khi cả cái cuộc đời. Như vậy thì khi tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được là ngoài việc hưu trí mà khi có mất việc thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp, hoặc là trong suốt quá trình đó có thể là bị xảy ra tai nạn lao động, hoặc là các hưởng các cái chế độ về bảo hiểm y tế. Như vậy thì trước đây thì chỉ có người lao động từ 3 tháng trở lên mới được tham gia bảo hiểm y tế, thì nay là người lao động từ 1 đến dưới 3 tháng vẫn phải tham gia. Và ngoài cái đối tượng bắt buộc đó ra thì mọi người dân đều được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để cái mục đích cuối cùng của mình là khi mà về hưu hoặc là mất sức lao động thì được hưởng tất cả các cái chế độ an sinh của xã hội. Vâng ạ, xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Kim Thu. Thưa bà, cái vấn đề này bà có thể giải thích thêm, đó là nó sẽ có những cái tác động như thế nào đối với người sử dụng lao động ạ? Nãy giờ thì chúng ta thấy được quyền lợi của người lao động rồi đúng không ạ? Còn đối với người sử dụng lao động thì sao? Đối với người sử dụng lao động mà khi mà tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động thì khi mà người lao động có mất việc thì cái quỹ mà bảo hiểm thất nghiệp là do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả, đơn vị sử dụng lao động không phải chi trả cái tiền cho cái người lao động
động khi mà bị mất việc. Như vậy là giảm cái áp lực về tài chính đối với cái doanh nghiệp rất là nhiều. Và đó là cái mục đích mà trước mắt là doanh nghiệp thấy về vấn đề và tài chính. Ngoài ra thì nó còn có cái đối với doanh nghiệp thì nó còn mang cái tính chất là cái người mà được tham gia các cái chính sách đầy đủ thì người ta sẽ gắn bó cái lâu dài đối với doanh nghiệp đó hơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn bà về những thông tin đầu tiên vừa rồi. Thưa bà Huỳnh Nguyễn Phương Oanh, một vấn đề mà người lao động đặc biệt quan tâm đó chính là những thay đổi về mức hưởng lương hưu từ năm 2018. Thì nội dung này thay đổi cụ thể là như thế nào và vì sao lại có những cái thay đổi ạ? Xin chào Hồng Lê và các bạn xem đài. Thì theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì từ ngày 1 tháng Giêng năm 2018 thì nó có sự thay đổi trong cái cách tính tỷ lệ phần trăm lương hưu. Thì theo đó thì người lao động mà để được hưởng mức lương hưu tối đa 75% thì lao động nữ phải có 30 năm đóng bảo hiểm xã hội và lao động nam thì phải có 35 năm đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể thì theo cái quy định hiện nay đó thì lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội được 15 năm thì sẽ được hưởng 45%, sau đó thì mỗi năm tính thêm được 2%. Nhưng từ 1 tháng Giêng năm 2018 trở đi thì lao động nữ thì 15 năm đầu vẫn được tính là 45%. Thì sau đó mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì chỉ được hưởng thêm là 2%, thì nó sẽ thấp hơn 1% so với cái mức hưởng hiện nay. Còn riêng đối với lao động nam á, thì nó có cái lộ trình tăng dần trong cái cách tính tỷ lệ lương hưu. Thì theo quy định mà hiện tại chúng ta thực hiện từ đây đến 31 tháng 12 năm 2017 á, thì lao động nam 15 năm đầu thì sẽ được hưởng là 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ được thêm 2%. Mức tối đa thì vẫn là 75%, nhưng từ 1 tháng Giêng năm 2018 thì cái tỷ lệ số năm nó sẽ tăng lên thêm 1 năm, có nghĩa là lao động nam phải có 16 năm đóng bảo hiểm xã hội thì mới được hưởng 45%. Thì sau đó cứ thêm 1 năm đóng bảo hiểm xã hội thì lao động nam sẽ được thêm 2%. Và cái lộ trình đóng để được hưởng 45% này nó sẽ tăng dần theo từng năm, có nghĩa là đến năm 2019 thì lao động nam phải có 17 năm đóng bảo hiểm xã hội và năm 2020 là phải có là 18 năm đóng bảo hiểm xã hội thì mới được hưởng mức 45%, và nó sẽ tăng dần lên đến năm 2022 thì khi đó là lao động nam phải có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì mới được hưởng 45%. Và cái mức hưởng sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì nó cũng được là tăng 2% và mức tối đa là 75. Vì sở dĩ mà nó có sự thay đổi này thì nó sẽ hướng tới cái đảm bảo cái công bằng giữa cái mức đóng và mức hưởng của người lao động. Và cái thứ hai nữa là trong cái điều kiện của dân số già hóa thì chúng ta cũng phải xem xét đến cái mức hưởng của người lao động. Tại vì quỹ bảo hiểm xã hội thì nó được hình thành trên cái cơ sở người sử dụng lao động và người lao động đóng vào để chi trả các quyền lợi cho người lao động. Thì cái thực tế hiện nay đó là người lao động đã đủ điều kiện để nghỉ hưu và đã được hưởng lương hưu thì vẫn còn có thể là tiếp tục tham gia vào thị trường lao động và người lao động vẫn tạo ra được thu nhập. Cho nên cái vấn đề mà cần tăng cái tỷ lệ lương hưu thì cũng cần phải xem xét đến để nó đảm bảo công bằng hơn trong cái việc thực hiện chế độ. Và cái thứ hai nữa, nó sẽ đảm bảo được cái quỹ để thực hiện cho cái thế hệ này và cái thế hệ trẻ sau này nữa. Nhưng ạ, dường như là qua những cái thông tin mà bà chia sẻ thì bản thân Hồng Lê nhận thấy là đối với cả lao động nam và lao động nữ trong thời gian sắp tới để được hưởng lương hưu ở một cái mức tối đa là 75% thì đều phải đóng thêm một cái khoảng thời gian nữa. Điều này có thể hiểu rằng dường như là những cái người mà nghỉ hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 2018 có vẻ là được lợi hơn. Điều này có chính xác hay không thưa bà? Thì vâng, thì cái tỷ lệ thay đổi lương hưu này thì nó chúng ta cũng không phải là có lợi hơn với tất cả nhóm đối tượng, mà nó sẽ là nó chỉ ảnh hưởng đến một sớm nhóm đối tượng chứ không phải tất cả các đối tượng đều bị ảnh hưởng. Thì cụ thể có nghĩa là lương hưu thì nó được xem xét trên cái rất là nhiều cái khía cạnh. Thứ nhất là về giới tính, độ tuổi, mức tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Cho nên là khi mà người lao động mà nghỉ hưu á, mà lựa chọn để mà tính toán xem coi chúng ta nghỉ hiện tại hay là năm 2018 có lợi hơn thì nó có rất nhiều vấn đề. Tại vì là nếu mà người lao động muốn nghỉ hưu tại thời điểm hiện tại thì phải ra hội đồng giám định y khoa để giám định mức suy giảm khả năng lao động.
Và khi mà đạt cái tỷ lệ theo quy định để hưởng chế độ lương hưu thì mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị giảm trừ 2%. Trong khi đối với người lao động mà tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội cho đến năm 2018 thì cứ thêm một năm tham gia thì sẽ được tính thêm 2%. Và ngoài ra theo cái quy định của luật bảo hiểm xã hội thì từ ngày 1 tháng giêng năm 2018 thì mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động nó tính trên cái khoản tiền lương phụ cấp và các khoản phụ cấp theo quy định của luật bảo hiểm xã hội. Cho nên cái mức đóng cao nó sẽ kéo theo là cái tỷ lệ tính lương hưu và mức lương hưu nó sẽ cao hơn thì cái quyền lợi nó sẽ đảm bảo hơn. Cho nên không phải là nghỉ hưu trước năm 2018 có lợi mà người lao động phải xem xét trong cái điều kiện thực tế của mình để mà quyết định.